Cái vô thường là nhắm mắt á, là mở ra là có thể chết nhiều thứ khác. Nó nhanh vậy đó, làm sao biết mình sống chết. Trên đây là hoàn toàn cái thế gian là cõi tạm. Mỗi chúng sanh là chỉ cách để dừng chân ở đây rồi, rồi mỗi người cũng sẽ ra đi. Rồi mình phải có cái hạt trang để ra đi chứ. Và động đạo mình phải chuẩn bị cái ngày ra đi mình chứ. Ở đây mình làm hết bộ phận, đóng vai chồng, vai vợ, vai cha, vai con, vai đồng đạo, vai thân nhân, vai chúng sanh. Mình làm sao cho trọn vẹn được cái vai mình. Như vậy là mình hành đạo rồi đó. Chứ không phải hành đạo mà đi đâu. Bây giờ đối đồng đạo á, bạn bè, thân nhân, tất cả gì mình lấy cái chữ đạo để mình ứng dụng. Nếu mình làm xong rồi cái tâm mình nằm xuống nha, Nam Mô Di Đà Phật an lạc liền. À, để liên tục chương trình trao đổi Phật pháp hôm nay, vị kính mời toàn thể chú quý vị, chúng ta giữ cái hậu trường cho nó yên lặng, rồi chúng ta theo dõi từ chuyên chú nghĩ suy, từ nét, từ dấu mà đồng đạo đã trao đổi cho mình nghe đó. Coi cái gì cần học chúng ta nên học, mà cái gì mà nó không hay lắm đó, cái mình xuống mình đóng góp thêm, thành ra nó hoàn mỹ chung. Đồng ý không quý vị? Đồng ý cho chàng phó tay đi. Thì thay mặt cho ban tổ chức cũng như gia đình xin cành thành kính ghi ơn quý vị giữ một cái hậu trường yên lặng. Nam Mô Di Đà Phật, kính mời huynh trao đổi qua đôi điều Phật pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đệ năm chủ gia đình cùng bữa biến và toàn thể cô bác anh chị em trong thân tộc láng giềng kính mến, thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hôm nay trong gia đình làm có bổn phận đối với người quá giảng, đồng đạo chúng ta cũng thực hiện qua lời Đức Thầy đến đây để hợp với gia đình làm chung cái bổn phận hiếu nghĩa đó. Đồng thời trong thời gian còn dư động tinh thần thương Thầy lo đạo, quý vị nhín một thời gian chút ít để cùng nhau nhắc lại lời siêu thượng của Đức Thầy, ông hầu mong trợ duyên cho cái đường tu học. Cậu hai đã nói là Phật tử trong khi nghe pháp mừng hơn gặp vàng rồng thấp màu cứu khỏi long đông, vàng rồng chẳng giúp khỏi vòng trần ai. Thấy quý vị thấy Đức Thầy nói trong các báo khó bì tánh thiện, bây giờ vàng bạc pha lê sạc không có bì được cái tánh thiện, bởi cái tánh thiện là cái hụt giống Phật. Thành hôm nay nếu mình nghe được cái lời lành, ông vua ông nói võ văn thiện ngôn tất bái, nghe một lời lành là ông bái lại liền. Ngay cái nhân lành đó chúng ta tiến lên đến chỗ giải thoát, không còn luân hồi nữa. Cho nên là cao quý vô thượng. Bây giờ có vàng đây đi, bao nhiêu đi, mình xài một thời gian cũng hết. Bị gì trên dược thế hữu hình tắc hoại. Kính thưa liệu quý vị, trong cái thời gian gặp gỡ cô bác anh chị em chúng ta không có lâu, có 40-45 phút, trong nháy mắt là nó qua rồi. Một sát na là một nháy mắt thôi, nó nhanh như chóng vậy, đó là định lực vô thường. Cho nên đó, thật với quý vị, lời của Đức Phật là vô thượng thâm thâm di diệu pháp, không thể đem cái tâm phàm hiểu được lời ta. Cho nên cho mỗi người tu học đó, mình cũng chẳng ngại gì cái học thô thiển của mình, cho công phu hành đạo ngon ngém của mình. Ở đây là cái bộ phận các cô tâm bảo, thành ra quý vị cũng không cảm nhận. Bởi vì cái học đó, rồi cái hiểu rồi cái hành. Còn trong khi học hiểu là nói khác, cái người hành nói khác, với người chứng đạo lại nói khác. Thành ra nó có những thứ vực khác nhau. Ở đây tôi là cái người mới học sơ cơ, học để trả bài thôi. Thành thử ra cái học này để trả bài quý vị kiểm lên qua cái lời nào nó hợp, cái lời nào không hợp, để cùng nhau để tu tiếp, để đáp ơn Đức Thầy. Chỉ có ơn Đức Thầy nó nặng tới ngàn cân lắm. Vì mang bốn ân nặng, bổn phận của mình phải độ tam đồ nữa, tự giác phải giác tha, cho nên ơn Đức Thầy mình không thể nào diễn tả được. Chỉ có cách tu thôi, và tu cần phải có tự lực và tha lực. Giờ trước tiên có cái lời thông cảm với quý vị chút xíu, thời gian không có dài không dám nói nữa. Thật ra trong cái sự gặp gỡ này, thứ nhất đó là nhắc cái chuyện cổ tích, chuyện xưa, chuyện nay để noi gương thánh hiền. Cái đó là thời cơ thời cuộc. Cái thứ ba đó là nói về pháp môn Phật đạo. Xin quý vị đi thẳng vào pháp môn Phật đạo. Đó là cái sự tu của mình, là cái cứu cánh của mình, cũng như tay chỉ trăng. Mình rời cái tay để mình đi hành đạo đến ngay trăng. Trăng là gì? Là cái chân tánh của mình. Làm sao mình bổ được cái chân tánh? Thành ra bây giờ mình cần nhất là cái hành đạo. Mình xin quý vị trong 45 phút ngắn ngủi đó, quý vị đưa cái câu nào mà nghe cái hành đạo, quý vị đưa lên. Ở đây mình trách nhiệm đời tu của mình. Tu 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, có người ở đây 60 năm nữa. Thành ra bây giờ mình cần nhắc nói cái việc hành đạo. Giờ mình xin trở lại hội trường, xin quý vị cho những câu hỏi nói về liên quan hành đạo. Xin thành thật cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái hành đạo này quý vị thứ nhất là đưa giới lực,
thứ hai là tịnh độ, thứ ba là thiện, thứ tư đó là nhân đạo, thứ năm là Phật đạo. Tất cả đây là những cái cốt lõi của đạo Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đức Thầy Tôn Kính. Dạ kính thưa ông Út, con xin thành tâm hỏi qua câu giảng của thầy. Và con thấy cái thời cúng của mình á, bây giờ cái thời buổi này kiếm tiền, và chúng ta lo làm kiếm tiền, lo ăn lo mặc, thì những khi trong thời cúng đó, con rất là vội vã, rất là nhanh cúng nhanh cho đã đi làm công chuyện. Thì nhiều khi mình cầm cúng cầm cây nhang lên đó, thì mình cứ trông cho cúng nhanh là đi làm công chuyện, mình nó phóng tâm đủ thứ chuyện hết, nó tính trong bụng tùm lum á. Nên cái câu giảng của thầy là ra đi để lại một bài cho trong bộ đạo hôm mai gần lòng, sớm chiều bình đẳng chúng nơi, thường hành như vậy nhớ lời đường sai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua học đạo mình đã có nêu lên cái câu ra đi để lại một bài thi trong bổn đạo, không may đẹp mộng. Thì tôi nhớ không lầm á, cái bài này trong cái bài là từ giả là như nghĩa, cái sà no 144 câu, nhưng mà rút ra hai câu. Cái ý của Đức Phật nó dạy cho chúng sanh hai câu này là như thế nào, thì theo trình độ căn cơ của chúng sanh trong đó có thượng có hạ, có trung và hạ, để hiểu để thực hành. Thì đồng đạo ý muốn nói là trong khi mình cúng nó cũng có cái tâm vọng chấp là muốn cho nhanh mau để đi làm công việc. Ví dụ sống thế gian thì có bốn việc ăn mặc ở, đó là tứ sự cái việc thế gian thôi. Nhưng mà trong cái thế gian này nó có cái chỗ là sức thế gian. Nếu không có cái bóng là sao có hình, không có cái giả là sao có thiệt. Trong cái thân á, cây nó có trái hoa, trong thân giả mình có cái Phật Đà, trong cái chân thân mình có giả thân. Cho nên Đức Thầy nói gẫm cõi thế, Đức Thầy nói là trong cõi tạm nhiệm màu, trong cái tạm mình tha xuống cái nhiệm màu thì sao lạ vậy. Có nghĩa là hai cái này không sẽ tách rời được. Thành ra đệ này nói cái chủ yếu á là mình cúng làm sao giữ được chánh niệm. Nó thật chứ quý vị, nếu cái người mà hành đạo á, ở cái thời gian mới phát tâm thì nó khác, thời gian mà trung trung á, thời gian hay lâu nó khác, thời gian mình chiêm sâu nó khác. Ở đây nó có ba bậc. Nếu cái bậc mà chiêm sâu á, nó thật chứ quý vị, như là thầy cúng nha, bây giờ á đi nhanh ra đó lập ra được một chỉ vàng cũng không gấp nữa. Vì biết sao không? Câu hai nói vậy nè: tu một thở cứu thân diễn kiếp, độ được mình còn vớt mẹ cha, thiền bo một kiếp sắm ra, tất nhiên tả hết cả nhà xuôi đi. Mình thấy cái đạo nó quý không? Bây giờ buông ra cái thành cúng nhanh mau để đi làm ra được cây già hay chỉ già, làm sao bằng cái đạo? Trong các báo khó bị tánh thiện, nếu mà trong cái thế gian này có vàng bạc đầy đủ đi, làm sao bằng cái tánh thiện? Ngư chi sơ tánh hữu thiện, đây là cái tánh trời hướng cho bỏ chúng sanh, giúp tiếp chúng sanh cho hữu phật tánh. Đây là cái tánh lành, cái đức Phật có sẵn, tất cả chúng sanh có sẵn, nhưng mình không nhận được, cho nên mình vội vã đi theo cái vọng tâm, đi theo nghiệp, đi theo cái bóng, mà không sống với hình thật của mình. Mình có hình thật nên mình không nhận được, mình đi theo bóng không à. Thành ra cái người mà tu lâu á, nhất định cái thời cúng không bao giờ tánh đó, tánh rất bình tĩnh. Sao? Thân khẩu ý sẽ tập trung lại viết tâm vào cái câu đó, đọc chậm rãi lắng nghe, mà tâm không có phóng ra ngoài luôn. Nghe cái câu đó, đọc từ câu rồi xong lễ lại viết thành tâm. Cho nên á, niệm Phật mà trong giây lát đó nha, bằng phước báo nhiều năm, mà lại trong giây lát á, cái việc tụng cũng bằng nhiều năm luôn. Thấy chưa? Tất cả những cái gì đấy mình thành tâm rồi đều là cái phước và đức nó lớn lao. Vậy thì cái người tu chuyên á là không bao giờ người ta gấp. Nhưng mà sao cơ như tôi mới phát tâm thì tôi phải gấp rồi đó. Vì cái tâm mình nó chưa có công phu nhiều, chứ nó không có định. Cho nên Phật tại đây nó đâu có xa, nhưng mà không định là ta không thấy được. Phật đứng ngay đây là đứng ngay gót chân mình là Phật đó. Nhưng mà nếu mà không định là không bao giờ thấy được. Phật vốn thanh tịnh, trong sạch, không nhiễm, nhưng mà mình không nhận được. Tất nhiên là mình vọng tâm ra bên ngoài không ạ. Phật mục đích kêu mình trở lại chính mình, mà mình không có, mình cúng mình cũng vọng ra ngoài.
tất cả trên thế gian pháp này Đức Phật nó gọi là phương tiện, đó là cái pháp là phương tiện. Ví dụ như ngọn đuốc là soi đường, là cái búa đập cái rừng phiền não, chiếc thuyền đưa vượt biển khổ, tất cả pháp thế gian 84 ngàn pháp gọi là phương tiện hết. Chúng ta đừng có chấp một pháp nào. Thầy nói cái bác xã đó, thầy chẳng chấp một pháp nào hết, sáng sòng lìa xa tất cả cái niềm trần. Cho nên tất cả trên thế gian này tu thiền, tu tỉnh, tu mật, nghĩa là giới lượng cao thấp thì tất cả chúng ta đừng có chấp. Nếu cái chỗ nào chúng ta vượt qua được thì coi như là mình đã giải được bài toán khó. Đừng có chấp, ai nói nặng mình cũng vượt qua, ai nói phải mình vượt qua, ai nói đúng mình cũng vượt qua. Tất cả mình kiểm soát bằng trí tuệ, phải dùng trí tuệ là ngọn đuốc soi đường. Phật mà không có trí tuệ không thể nào thanh tịnh được. Từ cái trí tuệ thanh tịnh đó, ngày mới có pháp dạy mình. Tại hôm nay cái người mà tu trong thời cúng đó, cái bài này gọi là bài quý y. Bây giờ quý y đó, thì ở đây mình đó, cúng hai thời nó đã là đến nỗi là cái đầu gối mình bây giờ nó chai luôn rồi. Cũng như ông Đạo Ba nữa mà hồi nó cũng biết dở đầu gối lên này. Nó chai, nó có cục thịt đen luôn. Nó đã quỳ, nó quỳ xuống rồi. Mà cái thân mình nó chai đến vậy đó, mà cái tâm vọng mình nó không chai, cái tâm vọng mình không dừng. Tại sao vậy? Mình không dừng được làm sao định tâm? Mà Đức Phật nói ha, cái vọng này là gì? Một vọng tưởng khởi lên thì muôn duyên điều đó nó tiếp tục. Một cái lượng sống nổi lên thì tất cả muôn sống các điều nó nổi tiếp tục theo hoài. Thì ở đây cái vọng nó là không có thật. Mà chúng thì nhớ nghe cái chánh niệm, nghe cái câu đó, câu kinh đó, pháp đó, tâm mình tập trung thân khẩu ý, không có vọng ở đâu hết. Quá khứ hiện tại vị lai cũng không luôn. Bởi thì khi vô ngồi niệm Phật ấy, bắt vô bán vào rồi là Nam Mô chỉ một niệm đồng lòng đi tới. Cái giọng nó không có thật, mình chấp nó, mình theo nó làm gì? Mình hơn thua nó làm gì? Mình biết nó là không thật rồi đó. Giờ nhớ quá khứ, mình còn không giải quyết được gì. Nhớ tương lai, mình cũng chưa được cái gì. Hiện tại mình cũng chưa xong. Thì nghe chánh niệm. Chánh niệm là hiện giờ, hiện bây giờ nè. Nghe bây giờ hiện hữu đây nè. Tất nhiên đi đứng nói làm, mình không có lầm, mình có sai. Thì ngay đó trong thời của mình Phật chứng minh mình là đi đến chỗ là chánh niệm liền. Còn nếu quý vị mà phạm giới quá nhiều, quý vị thật là đọc kỹ, đọc chậm, thì ngay đó cũng không được chứng minh cho mình. Tại vì phạm giới quá nhiều, mục đích cái hành đạo, cái nói chuyện đi đứng tất cả đều đừng phạm giới, thì ngay đó nó xác định. Cho nên tu thiền, tu mật, tu gì, 84 pháp cũng là giới luật làm đầu, giới luật là thầy. Nếu mà dùng câu quý vị coi, ai mà bỏ giới thì người đó không còn, không còn tiến đạo. Mà ai cái giới nghiêm túc, từ giới tướng lẫn giới tâm, từ hương tướng bên ngoài tới bên trong đó, giới trong là giới ngoài luôn, chứ không phải giới hình tướng không. Hình tướng ví dụ như cái thân, cái khẩu ý. Bây giờ quý vị kiểm được cái khẩu, kiểm được cái thân là nó là giới tướng, kiểm được cái tâm là giới tâm đó. Mà cốt lõi là cái tâm của mình. Sự hữu đầu tiên của người đã có một đánh đổ những tư tưởng cho ta, em thay những tư tưởng ôn hòa đạo đức, đi đứng nói làm gì không phạm giới hết. Thì cái đó là nếu mà đọc lên cái bài cuốn đó là Phật chứng minh liền. Đã là tư tưởng quay đi thì giữ giới nghiêm túc rồi thì Phật chứng minh liền. Bây giờ giả sử như mình phạm giới quá nhiều, đọc chậm đọc kỹ đi nữa, thì cái giới lực mình nó không phải sạch thì Phật cái chứng minh. Nhưng mà cái phước đức mình không có nhiều. Cho nên tu lâu giờ có chỗ mình thành tâm quyết chí rồi nữa. Còn mục đích cái niệm Phật đó cũng là thân thủ ý, và tu thiền cũng thân thủ ý. Và Phật thiết 49 năm cũng là bốn câu kệ thôi. Bốn câu kệ là Đức Thầy, Đức Phật nói là chư ác hạ tác, chúng thiện phụng hành, tự tỉnh ký, thị chư Phật giáo. Lời lành của Phật đó nói thì mình làm lành, đừng làm ác. Tự rửa sạch cái lòng, đó là Phật dạy. 49 năm có bốn câu kệ thôi. Nếu bốn câu kệ này nếu quý vị giữ được á, là thân thủ ý thanh tịnh, nghe nói quý vị ngộ đạo liền, niệm Phật là nhất tâm liền, vô thiền là chánh định liền. Cái đâu phải Phật ở đâu xa à. Bây giờ quý vị đi đứng nằm ngồi tứ tư quân nghi, đối với bản thân mình có người không người, có đồng đạo hay không có đồng đạo trong gia đình xã hội, kiểm soát được ba cái đó đi. Niệm Phật là bon bon, mà tu thiền là không bao giờ lầm lạc, thấy nghe không lầm. Thì ngay đó là cái tâm mình được tương ứng với Phật rồi. Tương ứng là sao? Khi nhắm mắt hồn liền phát sắc, thì thân mình nhập vào liên hoa hoặc đi vào niết bàn. Thì Phật tại đấy, cái đó có phải xa. Còn ai đó, con ơi, đạo tìm trong não trí, chứ tìm ngoài chân lý khó xong. Phật ma đi đốt tại lòng, đừng tiếc kiếm bên ngoài uổng đâu. Nó ngay cái trí mình nhận thức được tất cả những việc làm hành động của mình kiểm soát được, mình làm chủ được, thì ngay đó tâm mình đến đỉnh thôi. Thành ra mượn cái cảnh giả đi sang cực lạc, mượn cảnh dễ đi, cảnh giả đi vào thanh tịnh.
làm sao mình bỏ cái giả được. Nhờ cái giả để lập công bồ đức, để công phu hành đạo. Thì suốt cuộc đời hành đạo của mình miên mật tới cuối cùng nhắm mắt rồi, kết quả do nhân tu quả chứng rồi. Đó, bí vị niệm thường rồi tới ngày giờ rồi biết. Còn niệm mà không thường thì cũng được chánh niệm, cũng nhớ, không quên. Vậy là trở lại cái cốt ý trong cái bài quy y này á, thì Phật Pháp ta mười phương chư Phật được chứng minh trong cái thời cuốn của mình. Mà trong cái thời cuốn này á, thì cần nhất là trong cái sự ăn ở của mình, thực hiện theo lời Đức Thầy, cốt lõi là làm lành, nói là nghĩ là đó là cái lẽ thật. Chân lý lẽ thật không có gì lạ. Mấy cái gì mình nói cũng nói thật đi, thật tâm, thật lòng, thật giả, thật tánh, thì ngay đó là cái chân tánh mình mới hiểu. Mình đừng có giả với mình, đừng có dối với mình, thì ở ngoài mình đâu có dối, chính mình không dối, đâu có dối à. Mà Phật cũng biết là cái chân thật. À, bây giờ quý vị xét lại cái thời cuốn mình thôi, nó có yên lặng hay là trọng tưởng. Và Đức Thầy nó định thành giải pháp là tâm quần lai bổn tánh thần trong vĩ dường, ngay trong cái nhang là tâm nó định rồi, đâu phải định trước, định là có sẵn luôn, mà mình chú tâm và công phu hành đạo thì ngay đó nó định rồi, chứ không phải đợi thì kiếm cái định, không phải, nó có sẵn đây. Nếu chúng ta nhận thức cái vọng tưởng, những cái quá khứ, những cái tương lai, những cái đó là ảo tưởng hết, đừng có theo nó, thì ngay đó chúng ta dừng cái định liền, dừng là cái định liền. Mình niệm Phật vô cứ nhớ, mình biết nó là không thật, nó giả, mình đi ơn thua nó làm cái gì, mình đi thời cúng vậy nên mình nhớ chuyện này chuyện kia, nhớ nó có lợi ích gì. Trên đời này Đức Phật và Thánh Hiền nói là cái bóng thôi, mà cái thật là cái của mình nhận được không lầm đó, cái đó là cái thật. Mình đã sống với cái thật, đừng sống trong cái lầm, cái lầm là cái giả, nó không thật. Chân dương thế hư huỳnh tắc hoại, địa ngục này cuối cùng cũng hoại, nó có thật mình đi theo nó. Nhưng mà mượn phương tiện, mình sống ở đây biết đạo rồi, mình vui vẻ với gia đình, vợ con mình nhẫn nhịn, anh em mình hòa thuận. Rồi ở ngoài thì trên kính dưới giường, nếu mình làm xuyên suốt như vậy, tới thời cuối mình là vô chánh niệm liền. Niệm Phật cũng vô nhất tâm liền. Nhất tâm là trong giải thoát thôi, không phải là thuần nghe. Thì vậy cứ phải bảo vệ, phải gìn giữ nó. Cho nên nó cái thiệt, cái công phu mình không bao giờ dám rời xa. Vừa giới lực, vừa hành đạo, vừa cung kính, tất cả gì phải tinh tấn chánh niệm giờ. Là sao là tỉnh giác. Quý vị tinh tấn đi rồi chánh niệm mà tỉnh giác đi. Nếu quý vị mà nằm lòng như vậy là làm sao mà phạm. Có phạm cũng ít thôi, có phạm thì mình cũng biết liền. Vậy thì tóm gọn cái đề này á, mục đích Đức Thầy nói cái bài quy y này là cốt lõi trong đạo Phật. Trong đó có Phật Pháp Tăng chỉ cho mình á, là trong cái vũ nguyện mình thấy có tự giác thì giác tha, bổn phận của mình phải giác ngộ, rồi mình mới độ người. Mình tu không ích kỷ, nếu mà tu cá nhân mình tu ích kỷ sao. À, thành ra trong cái tình đồng đạo á, tình á, đạo Phật á, nó thì không có gì cao bằng. Mà đức của Đức Phật á, à, tình đó đạo Phật thì động, không có gì động bằng. Mà tình của Đức Phật á, tình từ bi á, là nó cao không gì cao bằng. Thánh Hiền có nói đạo Hiền cao cao trên cõi tượng thần, cao mình tới đến chỉ cao nữa, làm sao mình dối tới. Phật là vậy đó, cái từ bi của Đức Phật cao vậy. Mà tình đạo Phật thì nó động, động như cái biển á, làm sao mình lấy cái gì đo được cái biển. Tình đạo Phật nó động vậy đó. Nếu mình hiểu tới vậy là mình không còn biết ghét ai nữa. Tất cả đều là thương hết. Đó là tình đạo Phật mà. Mình đâu có ghét ai. Ghét là do cái tâm phiền não, cái tâm phạm của mình. Còn mục đích mình tu á là chuyển phạm thành thất. Tức là nó diệu pháp chuyển thân vô sự thế quyền thông quá hết kiếp thánh là con. Cái pháp là phương tiện giải cho mình chuyển từ cái phạm qua thất, từ cái mê qua giác ngộ. Tất cả những cái gì trên thế gian lầm lạc Đức Phật biết, Đức Phật trải qua và chỉ mình hết. Mình thực hiện tới đâu thì sáng đó, thực hiện tới đâu thì định đó, thực định tới đâu là mình thấy mình biết cái đó luôn. Quý vị làm tới đâu quý vị biết cái đó liền à. Cho nên Phật là gì? Là thấy biết. Quý vị thấy và biết. Cái thấy quý vị thấy rõ không? Thấy cái sao không? Biết rõ không? Biết mà thực hành đi thì nó sáng liền tức khắc. Cũng như tánh gương trong sáng từ lâu, buổi mờ gương có mờ đâu có dở, thì tánh thật mình vô cái sáng vậy rồi. Bây giờ mình thấy biết mình sai sửa liền đó. Còn mình biết nó lặp lại mình không cho vi phạm thì cái nó mình sáng là mình định liền, nó định là sáng. Cho nên giới định huệ ba là một, một là ba, nó không tách rời được, không tách rời. Nếu mà giới nghiêm túc mình định tự có huệ, nó ba là một, một là ba, không có thấy tách rời được. Thành ra mình thấy là cái đường tu mình nó liền, nó không có gì mà cách xa hết. Đời đạo cũng cách xa, nhân đạo Phật đạo cũng không cách xa. Tại vì mình nó nhận định nó có cách xa rồi mình làm cái thứ lớp, cái sự thật, cái quy cốt lõi cũng chỉ về tâm mà thôi. Vậy là tóm lược cái ý của câu đệ này hỏi lên
thì tôi muốn trình bày là tạm cái sự hiểu biết của mình nó trong giây lát vậy. À, xin quý vị nếu mà đồng ý thì cho qua xin đề tài nói Nam Mô A Di Đà Phật. Nó tự tự ngữ cái nó hết rồi. Ví dụ cái thầy nói cái câu vậy nè. Rồi sao bây giờ nói gì tịnh độ đi. Tôi nói thế thật quý vị, nếu người tu tịnh độ là không bao giờ quên cái thời pháp. Ngoại trừ đau tay biến hoặc được thôi là ơn thấy ngồi niệm Phật. Ít nhiều thấy ngồi, đức Phật ngồi 49 năm ngày tỏ ngộ. Thì mình đây lấy cái pháp ngồi. Mà ngồi mục đích đó làm sao? Là có thời khóa hay không thời khóa. Thời khóa là sớm chiều, hai thời, ba thời, bốn thời, tùy khả năng, tùy phương tiện. Rồi kế tiếp tục á, là ngoài thời khóa là phải nuôi cái niệm Phật vậy. Bởi vì á, Phật là mẹ, mà mình chúng sanh là con, mà mẹ lúc nào cũng nhớ con, mà con không nhớ mẹ, làm sao mình tương ứng với Phật được. Muốn niệm Phật mau nên hiệu quả, cũng như vú mẹ con thơ. Mẹ lúc nào cũng chờ mà con không nhớ. Nó bây giờ mình muốn nhớ Phật mà gần Phật á, làm ơn phải thường ngày gọi Phật. Phật có ngày sẽ đến thăm mình, cậu hay nói đó. Cho nên mình niệm Phật tứ tướng quay đi. Còn thời khóa đó, bây giờ ai nói tu tịnh độ tôi không ngồi niệm Phật, tôi quen cái nằm cái đi thôi mà tôi không ngồi. Cái nói là tại vì mình chấp cái sự thật, tôi nói thiệt á, cái thật dạy cái pháp nào mình cũng không bỏ hết. Nhưng có cái mình làm không được hoặc là mình khó làm thì từ từ mình quân tập. Tất cả cái gì giải mình cũng phải làm hết tất cả. Nhưng mà khả năng mình làm tới đâu mình hưởng tới đó. Mình tu cho mình tu cho mình hưởng. Chứ có, mình không phải cho ai đâu. Muốn làm Phật hay làm ba tự hỏi lấy lòng ta, đừng hỏi Phật Tổ, cũng đừng hỏi Di Đà. Cậu hai nói vậy, đừng hỏi ai chứ, phải hỏi lòng mình đi. Chẳng nói nhắn dạy Phật nọ thích tâm là sao? Không nói cao, không tấp, không nói xa, nói gần. Thật đó là tâm lắm. Mà tâm mình á là phải thấy biết, thấy á là giờ mình thấy mình biết cái nào tà chắc, biết nào phải quấy đúng sai, mình biết chứ, mình biết giả, biết thiệt, biết thôi đó. Thì ngay đó mình lập lừa, mình làm chủ được, thì ngay đó cái tâm mình mới sáng. Mà tại vì mình không quyết tâm, nếu quyết tâm rồi nhất định á, mình á không cao thì cũng trung bình, không trung bình thì bực hạ, không có rớt, chắc chắn là không rớt. Còn nếu mình buông tay rồi phải rớt nè. Cái thứ nhất bây giờ tóm lại á. Tôi và giới lực thuận tầm như cầu muốn bắt thiếu mầm có nên tha từ một nát leo lên đạo từ ngũ giới đầm lần nhập môn. Ai ở đây nói tôi còn không giữ giới lực không bao giờ định được, bảo đảm được. Chứ Phật ba đời đều lấy giới làm đầu. Giới mình phải giữ cái từ lời nói hành động việc làm luôn. Tôi nói tốt ngay trong giới lực người ta sắp học nha. Cái lực nói tôi không phạm giới thì ngay đó là tôi kiểm soát được cái giới của tôi đó. Thầy nói câu này không thấy lên dễ chứ không phải là phải dễ đọc. Nhẫn năng chữ thế thì nhân hiền, vợ chồng mà không nhẫn được là làm sao gọi là mình giữ chết. Phải nhẫn thôi. Tôi nói có gia đình đồng đạo đây, gia đình đa số nó vậy, nó gọi là người hiền. Ai mà tôi mà không nhẫn đó làm sao hiền được. Cái gì cũng cãi, cái gì hơn thua là làm sao người hiền được. Người hiền phải biết nhẫn. Mình nhẫn tâm rõ ngày ngày an lạc, cái này cao rồi. Cái tâm mà hàng ngày mình nhẫn được đó, là nó an lạc, cái tâm mình nó vui vậy đó. Ai nói gì cũng nhịn, ai cũng nói nhịn, tập nhân chi, tập xong thì chẳng biết bàn không sao đó. Mà tôi một pháp thôi, chỉ nhận thôi. Quý vị nhận được đi, là nó không có xa. Ai nói Tây Phương xa, ai nói Tây Phương gần. Tây Phương xa là Đức Phật Thầy nói Tây Phương trước mắt chẳng xa, cách nhau gửi ái hà biển mê. Tại mình quá ham muốn ở trên thế gian này, cho nên mình xa Tây Phương. Cái lòng ái dục của mình nó ham muốn quá chừng. Bây giờ cái gì tu sâu là mình dừng lại đi. Nghe cho giờ dừng lại, đừng có ham muốn nữa, đừng có mến nữa. Thì như vậy là cái tâm mình nó đi vào cái chỗ là thanh tịnh, nó yên lặng. Ai bảo tương Tây Phương gặp trải mười muôn chẳng qua, mười muôn tám là dặm. Ai nói gần xa đó, có gần cũng gần mà nó xa cũng xa luôn. Pháp của Đức Phật nói là dung thông hết. Nếu nói có thì mình chấp quá bị kẹt, nói không chấp không thì bị kẹt, nói gần chấp gần thì bị kẹt, nó xa chấp Phật nó xa là bị kẹt. Cái nào mình có thể nhận và lúc không luôn, không bị kẹt cũng nào hết. Pháp là thực tiễn mà, nếu không chấp là bị kẹt liền. Nó không có cái gì gọi là cố định. Pháp bất định pháp, nó không cố định. Thành ra pháp là phương tiện, mình mới nhớ là phương tiện. Tất cả mình làm sao lưu thông hết. Bây giờ ngôn ngữ nó dứt nhưng mà đạo không dứt. Bây giờ cứ dứt mà đạo đâu có dứt. Trong tâm mình đâu có dứt đạo. Cũng Nam Mô Di Đà Phật, cũng có phần pháp tăng đó, cũng có giới định huệ, đâu có thiếu cái gì.
Bây giờ không có người tâm tôi cũng là đạo, có người tâm tôi cũng là đạo. Nhưng tử như động đều là đạo hết, như vậy mới được. Chứ không phải vô đạo tràng mới gọi đạo, buông ra cái tôi nói cái gì không, tôi theo cái dòng đời thôi. Như vậy thì trong một ngày nó đạo được bao nhiêu? Và khi mình nhắm mắt rồi thì mong về Phật, mà hộp giống mình nó phát triển như thế nào? Cái gì xét kỹ coi. Cái vô thường là nhắm mắt á, là mở ra là có thể chết liền tức khắc. Nó nhanh vậy đó, làm sao biết mình sống chết? Trên đây là hoàn toàn cái thế gian là cõi tạm. Mỗi chúng sanh là chỉ cách để dừng chân ở đây rồi. Rồi mỗi người cũng sẽ ra đi. Rồi mình phải có cái hành trang để ra đi chứ. Và động đạo mình phải chuẩn bị cái ngày ra đi mình chứ. Ở đây mình làm hết bộ phận, đóng vai chồng, vai vợ, vai cha, vai con, vai đồng đạo, vai thân nhân, vai chúng sanh. Mình làm sao cho trọn vẹn được cái vai mình. Như vậy là mình hành đạo rồi đó. Chứ không phải hành đạo mà đi đâu. Bây giờ đối đồng đạo á, bạn bè, thân nhân, tất cả gì mình lấy cái chữ đạo để mình ứng dụng. Nếu mình làm xong rồi, cái tâm mình nằm xuống nha. Nam mô Di Đà Phật, an lạc liền. Mà lỡ có nín thở thì mình về Phật liền. Rất là công phu hiện đạo mình như vậy đó chứ. Bây giờ mục đích cái đạo của mình đó, Đức Phật mong là sao cho chúng sanh thức tỉnh và hành đạo để cuối cùng để vượt qua cái biển khổ này. Mà mình lơ là rồi, cái vô thường đến nó gõ cửa, làm sao mà đủ phương tiện để xuống cái thuyền Bát Nhã đi về bên kia thế giới. Cái thời bây giờ cái thời gian nó đã là tận kệ rồi, mình đâu còn cái gì nữa, mình phải chậm trở. Bây giờ cái cuối thúc là mình phải hành đạo công phu, chứ không có thể nào mà lơ là được. Tuổi già, tuổi trẻ, tuổi vị thành niên gì, tất cả mình đều nhắm nghe cái hành đạo. Cái đạo là nó quý giá vô cùng mà mình không hành đạo. Bây giờ mình nói lý thuyết mà mình không làm, cũng như mình nó đọc cái thực đơn mình không ăn làm sao mình no. Mà cái an lạc, cái hạnh phúc của chính mình biết mình diễn tả như người ta không được. Mình diễn tả người ta nghe, người ta thấy không được, mà chính mình mới nhận được. Bây giờ cái lời của Đức Phật á, thì nó cao siêu, nó không thể mình diễn tả hết. Bây giờ quý vị nào có ý kiến nào đưa lên một câu đi, mình sẽ đáp lại để kết thúc cái đề tài. Thời gian nó không có dài rồi. Nó hết giờ nữa rồi đó. Rồi thôi giờ trước khi hết giờ, thành thật hôm nay là hữu duyên, khó mà cái sự gặp gỡ hôm nay với quý vị đó. Thành ra trước hết đó là mình đó, là rất là kính trọng cái gia đình để tạo được cái phương tiện cho học đạo mình đến đây để cùng nhau nhắc qua lời siêu thương của Đức Thầy. Bởi Đức Thầy á là đi giải chúng sanh, mà có thể đó là không còn cái ngày nghỉ nữa. Thầy đó là người cưng chiếu chỗ đợt, mà trong khi đó, mình đó thì lại là gặp cái nghiệp ở lâu cuốn mà có phu hành đạo nó bê trễ. Nên đã cầu chúc cho gia đình và đồng đạo mình hôm nay có cái duyên nghe lời của Đức Thầy, thành tâm để thực hiện, là mong sau cùng á cùng Thầy cộng hưởng một chiều từ bi. Nam mô A Di Đà Phật.